Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng Nông Cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một cái sản phẩm máy phát điện gia đình 5,6 kVA ha. Chạy cái động cơ Mitsubishi CV50 kéo cũ Dimo 5,6 mới ha. Lắp gọn nhất có thể. C50 rất là đẹp ha. Nước rồi này, đàn ông còn rất là đẹp. Hệ thống lượng dầu như hệ thống sạc và hệ thống tắt máy điện sạc xi dày. Xi thì thường là em làm V10 ha. Que lửa đủ, bình dầu phun rộng thì thiết kế là em để cái bình riêng ha. Đó, chứ không có để bình chung, để bình riêng biệt ở ngoài. Làm rất là gọn gàng luôn. Đây thì thường là ráp cho mấy anh em mà ráp cho xe container. Đó, bỏ lên khung container là vừa y chang luôn. Hệ thống đèn báo đây nè, báo nhớt, báo sạc. Đó, khi nổ máy thì hai cái đèn này sẽ tắt, và có thêm cái hệ thống báo xong đây nữa nè, báo xong tắt điện. Đây là hệ thống đèn báo điện 0 đến 220, hai cổng sạc bình 12V, ổ cắm, cắm này là mình dặn qua đây nè, đó rồi mới rút ra, nên cắm vô dặn qua là nó khóa là nó không cho mình đem ra, đó. Mở chìa khóa lên nè, đó đèn sáng, khi mình nổ máy là đèn nó sẽ tắt nha, đó, nổ máy là hai cái đèn này. Tắt ngang rồi thôi. Còn khi mà nổ máy thì mình bật qua. Đó, nổ máy là mình bật qua thôi. Này về mấy anh em có xài thì lót gỗ dưới đây nè, chứ để sắt cái xi măng rồi nó nhảy nó rung lắc, cái đồng hồ của mình nó mau hư ha. Đó, còn mà anh em gắn lên xe thì đây, đó, nó có khoan sẵn 4 cái lỗ đây nè, đó muốn tốt thì để cái miếng đệm cao su đó nữa. Đó, một bộ như vậy thì cứ liên hệ với em ha, giá nó khoảng tầm 20 triệu đây ha. Đó,
Rồi một lần nữa em xin cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Rồi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.